Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Các bạn đang thấy thì Jason đang ở trong sân bay, còn khoảng nửa tiếng nữa mới bay. Cho nên chia sẻ với các bạn trong cái ba lô này, một cái ba lô đi travel để chụp một cái wedding ở một cái bang khác. Jason sẽ mang theo những gì, tất cả mọi thứ Jason cần đều nằm ở trong cái ba lô này. Và chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi, Jason sẽ làm nhanh ngắn gọn nhất có thể, chia sẻ với các bạn những cái thiết bị của Jason nha. Alright, Jason đang ngồi ở một cái góc nó khá là cách biệt, cho nên tạm thời chúng ta tháo khẩu trang ra để mà dễ nói chuyện với các bạn nha. Chứ Jason khó thở lắm rồi. Chúng ta có một cái xúc xích, một bình chip ở đây. Tất nhiên cái món đầu tiên mà chúng ta luôn nói tới là camera. Đầu tiên vẫn là Sony A73. Và hiện tại bây giờ Jason đang có cái lens 50mm f/1.4 trên đây. Đây là cái lens mà chúng ta có thể chụp được rất là nhiều thể loại. Những cái tấm ảnh chân dung cô dâu chú rể nè, hay là những cái detail trang sức của cô dâu chú rể nữa, cũng rất là đẹp luôn. Ở cái khẩu 1.4 nó xóa phông cực kỳ đỉnh. Chúng ta còn 20 phút cạp miếng xúc xích trước rồi đã. Các bạn biết lý do tại sao Jason quyết định làm cái video này không? Bởi vì Jason muốn thử thách bản thân mình, làm trọn vẹn một cái video chia sẻ với các bạn tất cả những cái thiết bị, những cái gear mà Jason sử dụng trong một cái destination wedding, và cái cách mà Jason chọn lọc những cái thiết bị sao cho nó gọn gàng nhất có thể. Xúc xích của 7-Eleven khá là ok. Ngoài ra một cái body camera khác mà Jason cũng mang theo và đang quay cái video này, đó là Sony A7S3. Jason hoàn toàn có thể chụp wedding với 12 megapixel, miễn sao cái góc chụp mình đẹp, cái ánh sáng, cái lighting đẹp là ok. Và đa số những cái shot đó thì cô dâu chú rể người ta cũng không có cần phải in ra một cái bản hình bự. Ở trên chiếc Sony A7S3 hiện tại bây giờ đang sử dụng cái G-Master 1635 f/2.8. Ngoài ra một cái lens khác mà Jason cũng mang theo đó là 85 1.8. Khi vào nhà thờ chụp ceremony, lúc mà làm lễ, Jason không thể nào tiếp cận gần cô dâu và chú rể được. Nếu như mà Jason đến gần quá sẽ bị ông cha ông chửi chết luôn á. Cho nên phải sử dụng một cái lens tele. Khi đi travel đặc biệt sẽ không sử dụng 70-200, bởi vì cái 70-200 nó rất là to, rất là dài và nó chiếm rất là nhiều diện tích ở trong cái ba lô này. Ở đây Jason có một cái trigger. Đây là cái trigger để sử dụng kem flash. Nói về cái phần flash, Jason có hai cái V860 version 2 đến từ Cool Dogs. Những bạn nào là wedding photographer thì Jason nghĩ các bạn đã rất là quen thuộc với lại cái model flash này rồi. Ở trên đây cái cục này mà các bạn đang thấy, nó là một cái cục 500 đến từ hãng MacMod. Đôi khi có những cái shot sáng tạo mà Jason cần sử dụng cái grid thì Jason hoàn toàn có thể hít nó lên đây, hoặc là sử dụng gel màu thì hít nó lên đây là chúng ta có được một cái ánh sáng màu tùy theo ý muốn. Tất nhiên Jason là main shooter, ngoài ra Jason sẽ có một photographer khác nữa chụp second shoot. Hai cái flash nằm ở trong cái hộc này, sắp xếp mọi thứ rất là gọn gàng và ngăn nắp. Cái hộc ở giữa này chúng ta có gì? Sợi dây sạc iPhone, một sợi dây Peak Design Strap, gắn vào cái đít của cái camera qua cái cổng này và đeo nó qua bên hông, đỡ phải cầm mỗi tay. Ngoài ra Jason có đem một cái camera nhỏ khác nữa, và cái camera này Jason nghĩ là rất là nhiều bạn đã đoán được rồi. Đem đầy đủ pin, lúc nào cũng phải có dư pin để mà backup nhé. Có một cái túi quần áo ở trong đây, rất là nhỏ gọn. Ngoài ra tất nhiên không thể thiếu cuốn notebook yêu dấu của Jason, nơi tất cả những cái idea được ghi ở trong đây. Biết đâu lên máy bay trong lúc ngồi chờ, Jason nhảy ra vài cái idea gì đó để làm video chia sẻ với các bạn thì sao. Sí, một phút cho tiết mục sponsor. Có rất là nhiều bạn hỏi Jason về cái vấn đề nhạc, thì Jason thường sử dụng nhạc từ website nào, nguồn như thế nào và copyright như thế nào. Các bạn rất là thích cái cách mà Jason chọn nhạc và chia sẻ thật với các bạn.
Jason sử dụng 90% những cái bài nhạc trong tất cả những cái video trên kênh YouTube này từ website của Artlist. Artlist là một cái nguồn nhạc cực kỳ phong phú. Các bạn có thể tìm được tất cả cái thể loại nhạc mà mình cần cho từng cái dự án, từng cái video khác nhau. Moody, cinematic, action đều có trong website của Artlist. Và họ update những cái bản nhạc mới mỗi tuần. Những tác giả làm việc rất là cực lực để tạo ra cho các bạn những cái bài nhạc đỉnh cao nhất. Website của họ layout rất là đơn giản. Các bạn có thể bấm vào từng một dựa trên cái vibe của video. Những bài nhạc các bạn download trực tiếp từ website của Artlist đều được copyright free và các bạn có hoàn toàn 100% license để sử dụng những cái bản nhạc đó cho TV commercial, quảng cáo hay là tất cả những cái professional work mà các bạn cần cung cấp cho khách hàng của mình. Đa số những cái video mà Jason làm cho khách hàng đều sử dụng nhạc của Artlist. Dựa trên chất lượng nhạc và customer service của họ thì cái giá này cực kỳ hợp lý trong tất cả những cái website mà Jason từng sử dụng. Highly recommend các bạn nên sử dụng nguồn nhạc từ Artlist. Bấm vào đường link phía dưới phần mô tả để nhận được 2 tháng miễn phí khi các bạn đăng ký bằng cái đường link đó. Ngoài ra, khi các bạn sử dụng cái đường link đó để tạo một cái account tài khoản hay là đăng ký sử dụng nhạc của họ, Jason cũng nhận được một ly cà phê từ các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được những cái bản nhạc cực kỳ đỉnh của Job ở trong website của Artlist. Và cảm ơn Artlist một lần nữa đã tài trợ cho video ngày hôm nay. Alright, back to the video. Một chai xịt, lau lens, chìa khóa xe, đậu xe ở trong sân bay luôn. Để đến khi mà Jason quay trở về, Jason không cần phải đi Uber tốn tiền nè. Vừa tốt cho bản thân của Jason và tiết kiệm tiền cho khách của Jason nữa. Một cục pin dự phòng, vừa có thể sạc pin camera nếu như mà cần thiết. Một cái khăn, cái khăn này để lau những cái thiết bị nếu đang chụp ảnh outdoor của cô dâu chú rể ngoài trời thì trời đổ mưa. Ngoài ra, đây là cái đèn đến từ công ty Ulanzi. Jason cũng đã từng review chia sẻ với các bạn rồi. Ứng dụng nó trong rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như ngay bây giờ Jason đang quay vlog, có thể đánh một cái fill line bên đây hoặc chụp những cái green shot. Jason hoàn toàn có thể chỉnh màu, có rất là nhiều màu với cái đèn này, rất là tiện dụng luôn. Và pin của nó cũng khá là trâu. Đây là cái bộ Hollyland wireless microphone mà Jason đang sử dụng trong rất là nhiều cái trường hợp, đặc biệt là quay ở ngoài trời. That's it. Đó là tất cả những cái thiết bị mà Jason mang để đi chụp một cái show wedding. Hai cái flash, hai cái camera, ba cái lận, rất là nhỏ gọn. Một cái tip mà Jason muốn chia sẻ cho các bạn, đặc biệt là các bạn wedding photographer, khi các bạn đi travel, tất nhiên khi mà đi show wedding chúng ta sẽ muốn make sure lúc nào cũng có backup hết. Nhưng đừng cố gắng mang hết tất cả mọi thứ. Jason đã từng trải qua những cái giai đoạn khi mới vào nghề có bao nhiêu đồ nghề thiết bị, có khi còn ba cái ba lô này còn chưa đủ nữa. Ở nhà có cái gì mang đi hết mà chưa bao giờ Jason sử dụng hết. Cho nên chỉ mang vừa đủ. Thứ nhất, mình đỡ phải đeo mỗi vai, mình có thể tiết kiệm cái sức lực đó. Các bạn làm công việc này lâu ngày, mang vác quá nặng khi về già sẽ rất là cực. Nữa, ông trời chơi mình rồi, thế này là không chứng minh rồi. Quên chia sẻ với các bạn nữa, Jason mang theo tổng cộng 6 cái SD card để backup. Mình không biết trong quá trình chụp cái thẻ nó có bị fail hay không. Và một cái điểm hay, những cái camera mà Jason sử dụng từ Sony A7S3 hay là Sony 373 là nó có cả hai cái slot sử dụng hai cái thẻ cùng lúc. Và Jason khuyến cáo các bạn đừng tiết kiệm thẻ, lúc nào cũng chụp hay là quay video với hai thẻ luôn. Bởi vì wedding, sự kiện đám cưới của người ta chỉ xảy ra một lần, một cái thẻ nó fail, camera nó vẫn còn một cái thẻ còn lại để backup. Ngoài ra, tất cả những cái thứ trong đây, khăn lau lens, velcro, mấy cái zip. Đây là một cái multi tool đến từ công ty Small Rig. Một cái không phải để makeup đâu nha, mà để phủi bụi cái lens. Một cuộn băng keo gaff tape và đóng lại zip. Tất cả mọi thứ nằm trong đây và cái camera này nữa. Anyway, hy vọng là những gì mà Jason vừa chia sẻ với các bạn có thể giúp ích các bạn có thêm idea về những sản phẩm, những cái thiết bị, những cái gear mà Jason sử dụng cho một cái show wedding mà Jason phải đi travel. Tất nhiên cho những cái show wedding ở tại đây, ở thành phố Dallas, Jason sẽ mang nhiều thiết bị hơn, ví dụ như là chân đèn nè, nói chung rất là nhiều thứ khác nữa. Video này chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Còn bây giờ Jason phải tranh thủ ăn cái xúc xích này. Và chúng ta có một cái bịch chip ở ngay đây nữa, bịch chip đến từ công ty của chị Út. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Peace. Đây là cái ba lô Low Pro 450 AW mà Jason sử dụng chắc cũng 5-6 năm gì rồi. Và ở trước này một cái túi nhỏ. Và các bạn có biết là ở trong cái túi nhỏ này Jason đựng gì không? Bật mí cho các bạn.
một cái quần xà lỏng để ngủ.